Trong chương trình góc kỹ thuật cuối tuần lần này, tôi sẽ trình bày một cách để chúng ta có thể thay thế sử dụng cái nguồn pin rất mắc tiền của hãng Makita mà nó vẫn cho chúng ta công suất tương đương khi sử dụng các loại thiết bị của Makita với nguồn pin là 18V. Trên bàn của tôi đây có một số những cái thiết bị sử dụng chung một loại pin 18V của Makita. Đó là một cái cưa máy dùng một cục pin 18V. Cái cưa này nó tuy nhỏ nhưng mà nó rất là mạnh, có công suất lên tới khoảng trên 300W. Tiếp theo là tôi có một cái dụng cụ trimmer để cắt tỉa những cái nhánh cây trong vườn nhà, cũng dùng một cục pin 18V Makita. Cái đến là một cái máy thổi, cũng dùng một cục pin 18V Makita cùng loại với những cái thiết bị trên. Kế tiếp là cái máy hút bụi nhỏ này cũng vậy á. Cái máy hút bụi này rất tiện lợi khi chúng ta hút bụi trên xe hơi. Tiếp theo là một cái khoang cũng dùng bằng cục pin 18V của Makita. Tất cả các thiết bị nằm trên bàn này có cùng chung một đặc điểm, đó là sử dụng cùng một loại pin 18V của Makita ha. Cái loại pin này nó khá là mắc tiền. Một cái cục pin có dung lượng là 5 Ah, thì nếu chúng ta mua hàng chính gốc thì nó có giá trên khoảng 100 đô Mỹ, rất là mắc tiền ha. Do đó tôi chỉ dùng chung một cái cục pin này cho toàn bộ những cái thiết bị ở trên. Cái cục pin này nó có đặc điểm là tuy nó có cái điện áp dân định là 18V nhưng mà cái khả năng xả dòng của nó rất là cao, tùy theo những cái cục pin nhỏ nằm bên trong. Trong cái cục pin lớn này thì thường là những cái cục pin chính hãng Makita nó có khả năng cấp dòng từ 20A cho tới 30A khi chúng xả. Do đó chúng có khả năng cung cấp cái công suất lên rất là cao cho các thiết bị Makita. Thông thường khi mua các thiết bị của hãng Makita, có thể chúng ta sẽ được tặng những cái cục pin có dung lượng rất là nhỏ, khoảng 1.5 Ah thôi. Thì sau một thời gian thì dùng, chúng có thể bị hư hỏng. Ở đây tôi có một cái cục pin Makita 18V có cái dung lượng là 1.5 Ah, nhưng mà nó bị hư rồi, nó không có khả năng sạc và cấp cái năng lượng ra cho cái thiết bị được nữa. Do đó ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thiết bị rất là đặc biệt để chúng ta có thể tận dụng dùng cái cục pin này. Và không phải là chúng ta mua những cái cục pin nhỏ về để thay thế và gắn vào bên trong, do cái độ dày của cục pin này nó không quá là dày, do chúng ta không thể nào mình thay thế những cái cục pin nhỏ này bằng nhiều cái cục pin nhỏ để nâng cao cái dung lượng của đó. Thay vào đó chúng ta sẽ dùng một thiết bị rẻ tiền hơn và biến cái cục pin này thành cái nguồn cung cấp năng lượng 18V và có khả năng xả dòng rất là mạnh mẽ cho các thiết bị của Makita. Trên tay của tôi là một cái mo mạch. Cái mo mạch này nó có tên gọi là Step Up Converter hoặc là Boost Converter, dùng cho điện một chiều. Trên thị trường có rất nhiều cái loại mo mạch như là Step Up Converter hay là Step Down Converter. Riêng cái loại Step Up Converter này
nó có công suất khá là cao, công suất của nó lên tới 1800W đó. Cái điểm đặc biệt của cái 1800W step up converter này là ngoài việc đâm áp đầu vào và ổn định áp ở đầu ra, nó còn cho phép chúng ta cài đặt một cái dòng ổn định liên tục trong quá trình vận hành. Cái đặc điểm này rất là hay nhé, nó cho phép chúng ta dùng những thiết bị có công suất cao mà nó luôn luôn hút dòng từ nguồn. Nếu như cái mạch thông thường mà không có tính năng cung cấp dòng cao và ổn định thì cái công suất đầu ra rất dễ bị sụp. Đối với các bạn nào mà có kiến thức về mạch điện tử thì cái nguyên tắc hoạt động của cái mạch này cũng khá là đơn giản thôi. Thì cái mạch này cấu tạo gồm có các con MOSFET xung, những cái cộng cảm tụ điện. Thì khi mà chúng ta cấp nguồn thấp đầu vào qua cái cộng cảm và kết hợp với con MOSFET và có nguồn xung cung cấp vào, thì cái đầu ra chúng ta sẽ được cái mức điện áp nó cao hơn. Bằng cái việc thay đổi cái tần số của các nguồn xung đưa vào để đóng mở các cái con MOSFET, ví dụ như cái con IC 3 số 5 rất là phổ dụng để cung cấp xung vào, thì chúng ta có thể thay đổi cái mức áp đầu ra. Ngoài việc thay đổi áp đầu ra thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái độ rộng của cái nguồn xung đưa vào cho cái con MOSFET đóng mở, thì chúng ta cũng thu được cái dòng thay đổi từ nhỏ tới lớn tùy theo cái độ rộng xung đưa vào để đóng mở cái con MOSFET ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng dùng cái mạch có công suất cao là 1800W step up converter này để làm cái nguồn thay thế cho một cái cục pin 18V mà cái tà bị hỏng ở đây. Thì cái hãng sản xuất Makita này không hiểu vì lý do gì họ không muốn dùng những cái mức điện áp phổ biến như là 12V hay 24V, mà họ lại đưa ra cái mức điện áp nằm ở khoảng giữa là 18V. Có lẽ là họ muốn bán thêm những cái pin của họ đi kèm với thiết bị này. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cái mạch step up converter này có công suất cao để biến đổi cái nguồn đầu vào từ cái bình ắc quy thông dụng 12V sang cái ngõ ra có cái mức điện áp cao hơn là 18V và có cái dòng cấp ra cũng cao hơn so với các mạch step up thông thường. Như vậy công việc kế tiếp chúng ta cần làm để tận dụng cái cục pin bị hư này là chúng ta sẽ tháo cái cục pin này ra, loại bỏ toàn bộ các cái những cái cục pin lithium nhỏ bên trong, và chúng ta sẽ dùng một cái sợi cáp dẫn điện và có mức chịu dòng lên đến khoảng từ 30 cho tới 40A để đấu nối vào hai cái cực tín, cực dương và cực âm ở đây. Do thiết bị sạc của hãng Makita cho cái cục pin 18V này nó có một cái đường đọc tín hiệu điều khiển trạng thái của những cái cục pin nhỏ bên trong, do chúng ta nên đấu hai cái khe cống nhỏ và lớn này chung với cái nguồn dương ở bên đây và cái cực âm thì đấu vào cái khe có dấu là cực âm này. Công việc kế tiếp của chúng ta là chúng ta sẽ tiến hành cân chỉnh áp đầu vào và áp đầu ra cũng như cái dòng cấp ra tối đa cho cái ngõ ra. Chúng ta có thể cân chỉnh cái ngõ điện áp danh định đầu vào là 12V và cái áp danh định đầu ra là 18V. Thì trên thực tế thì cái áp đầu ra chúng ta có thể chỉnh lên cao hơn 18V một chút, vì khi có tải thì nó sẽ sụt áp thì rơi xuống trong khoảng trên 18V một chút là vừa. Chúng ta cũng cần phải chỉnh cái nút ở đây, chỉnh cái bề rộng xung của những cái nguồn cấp xung và những cái con MOSFET á, để chúng có khả năng cấp dòng tối đa cho cái nguồn đầu ra có điện áp danh định là 18V này. Thì thường chúng ta nên chỉnh là cái dòng ở đây là khoảng trên 30A là đủ cho các thiết bị Makita mà dùng một cục pin 18V này.
Ở đây là cái mạch step up converter của tôi sau khi đã tiến hành việc cân chỉnh pháp đầu ra, rơi vào khoảng 18.5V mở ra, và cái dòng cấp ra có thể lên tới 30A ha. Thì tôi đã dùng vào một cái hộp tự chế này thôi để gắn vào, gắn cái bo này vào và để giữ cố định các cái dây đấu nối và che bụi hoặc là nước đặt vào ha. Thì cũng khá đơn giản. Ở cái tải đầu ra của nó thì tôi cũng đã mở cái pin cũ đó ra ha, và đưa cái cọng cáp nó chỉ được dòng lên tới 50A này vào và đấu nối cái đầu dương của nó vào hai cái khe cắm, khe nhỏ và khe lớn này, là cái đầu âm vào cái khe còn lại, khe có đánh dấu là negative âm ở đây ha. Và chúng ta đã có một cái nguồn 18V và có cái dòng khá cao là lên đến 30A để cấp cho các thiết bị Makita và cái dùng cái cục pin 18V này ha. Bây giờ tôi sẽ dùng thử một cái bình HQ 12V bình thường thôi, và tôi sẽ cấp nguồn 12V đầu vào, và chúng ta sẽ được cái áp đầu ra là khoảng 18.5V, cái dòng bỏ ra lên tới 30A, và chúng ta sẽ gắn cái cục pin này ha vào trong những cái thiết bị và chúng ta sẽ thử xem cái công suất của nó như thế nào so với những cái cục pin chính hãng Makita ở đây ha. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái bình HQ có cái điện áp danh định là 12V để cấp nguồn cho cái mạch step up converter. Ở đây là một cái hộp, trong cái hộp này có một cái bình HQ 12V lithium ở bên trong. Đầu tiên là tôi sẽ đấu nối cái đầu vào của cái step up converter này vào cái bình HQ 12V. Đây là cái chuẩn đấu nối điện một chiều Anderson rất là thông dụng, tôi đã đề cập trong cái phần video clip phần trước. Bạn nào cần tham khảo thì có thể theo dõi phần đó. Thì tôi cũng dùng thêm một cái đồng hồ đo 3 chỉ số dùng cho điện một chiều, đó là áp, dòng và công suất, để kiểm tra thử xem tôi khi sử dụng những thiết bị nặng như là cái cưa máy này và cái fan này thì chúng ta thấy được cái công suất mà những thiết bị này sử dụng là bao nhiêu đó. Ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy rõ hơn cái chỉ số khi chưa có tải. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái bình HQ giờ nó đang đầy, nó có điện áp là 13.45V, công suất chưa có, dòng chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ đấu nối cái đầu cái là chữ tải là lót rồi vào cái bỏ vào một cái bộ step up converter, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành gắn cái cục pin giả này vào cái cưa máy để chúng ta kiểm tra thử xem nó rút dòng và công suất và cái bình HQ là bao nhiêu không. Chúng ta sẽ quan sát cái chỉ số ba cái thông số là điện áp, dòng và công suất cái đồng hồ khi tôi đang cưa như thế nào không. Thank you.
Trong phần trên thì chúng ta thấy là cái bộ Step-up Converter này nó đã cung cấp đủ dòng và áp và cái công suất bỏ ra cho các thiết bị Makita và dùng cái cục pin có cái điện áp là 18V này ha. Cái mạch này khá tốt, tôi đã cưa và tiến hành khoan thử sắt nhưng cái quạt nó vẫn kêu quay ha. Và cái miếng tỏa nhiệt của chúng thì cũng không có ấm lắm, chúng chỉ hơi ấm nhẹ một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.